Rồi, hello anh em ha. Hôm nay bên MT Motorcycle vừa về được một em Riton Cafe Racer 150 màu đỏ nha anh em. Thì mình vội vàng lên sóng cho anh em xem luôn. Thì xe này mình giới thiệu sơ một chút ha, nó là đời cuối 2019. Thì xe này đăng ký lần đầu là 2020 nha anh em. Đó, biển số tỉnh nha anh em. Con này thì bao ken luôn rồi. Rồi, đăng ký lần đầu 2020. Rồi, mọi chức năng, đèn đóm đồ đầy đủ hết nha anh em. Đó. Rồi, quay chi tiết cho anh em xem luôn ha. Này. Rồi, máy móc là nguyên zin hết nha anh em. Đó. Xe này thì Odo của nó là 12.000 mai. Thì nó tương đương với khoảng tầm 18.000 km. Đó. Thì xe này vừa mới về, mình vừa mới vệ sinh xong rồi mình lên cho anh em xem luôn ha. Biển số tỉnh nha anh em. Đó, còn rất là ken luôn, mới con luôn. Đây. Bánh này, gai nè anh em nhìn nè, nhông xin dĩa thì cũng đã thay rồi. Đó. Xin vàng, dĩa nhôm. Rồi, đầy đủ nha anh em. Đây là cái góc sạc nè, bị mất nắp rồi nha anh em. Góc sạc bị mất nắp. Bình xăng thì có bị chày nhẹ bên chỗ này nè, để mình quay cho anh em xem ha. Thì mình bữa nay mình quay xe, mình sẽ quay những cái điểm mà xấu của cái xe cho anh em lúc coi anh em khỏi thắc mắc ha. Đó thì có chạy nhẹ chỗ này đó, anh em nào chấp nhận được thì chơi thôi, chứ cái chất xe nó mới quan trọng ha. Đó, chạy nhẹ chỗ này cái chất xe nó mới quan trọng, còn mấy cái này thì cũng bình thường thôi. Rồi, mình nổ máy cho anh em nghe ha. Đăng ký lần đầu 2020 nha anh em, màu đỏ, Riton Cafe Racer 150. Anh em nào quan tâm xe này thì inbox mình báo giá ha. Rồi, xe này đang được bán tại MT Motorcycle nha anh em, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha. Anh em có thể liên hệ trực tiếp bên mình với fanpage là MT Motorcycle, là anh em có thể gọi cho mình qua số điện thoại 0898686337 ha. Là gọi điện thoại hay là Zalo gì cũng được, là mình nhắc lại ha, 0898686337. Anh em có thể gọi điện thoại trực tiếp qua số hotline của bên mình cũng được, là 0868966377 nha. Luôn có nhân viên tư vấn và nghe điện thoại anh em ha. Số hotline của bên mình là 0868966377 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái clip này ha. Rồi mình cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ cái kênh YouTube cũng như TikTok của Hồng Riton Tông ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau về những chiếc xe mà mình sẽ đăng bán tại MT nha.